Lúc mà mang bầu bé đó là lùm mẹ bé có ngán đồ gì không anh? Lúc mà mang bầu bé thì thực sự là mẹ bé không có ngán. Dạ. Nhưng mà khi mà ví dụ như là sinh bé ra rồi á, đây là một nguyên nhân làm cho vợ của em xấu đi. Sao tại vì sinh con gái xong là vợ em sổ hả? Coi như là mất tất cả. Trời ơi, gì? Tại vì là xô ra hết. Tại vì vợ em bị chướng ngực nữa. Là nó trên này hả? Đúng rồi, là coi như là cái lúc đó là rất là nhiều sữa. Nhưng mà lại không cho bé bú được. Sao vậy? Tại vì bé không tự bú được, cho nên bác sĩ bắt buộc phải cắt. Cắt sữa là không có cho là bé bú. Nhiều tuy nhiều sữa nhưng bé lại không được bú ngày nào. Trời ơi, vậy là bú sữa bình không hả con? Bú sữa bình mà cũng bự, cũng chà bá luôn chứ bộ. Đâu phải đơn giản. Sinh khó khăn không anh? Dạ thì do là bé lớn ký cho nên bác sĩ yêu cầu mổ. Là mổ. Là ngày xưa thích con trai hơn gái trước lúc mà đẻ bé này nè. Thật sự là lúc đầu á thì mới sinh đầu tiên thì em cũng không có quan niệm con trai con gái đâu. Nhưng mà vào cái năm đó là năm con rồng Nhâm Thìn thì là ồ ạt thi nhau sinh. Thì bạn em cũng có em bé, chị em cũng có em bé, nhưng mà tới lúc đó cái ai cũng sinh con trai hết. Tới khi siêu âm ra thì ra một cái bánh bèo, thì lúc đó thực sự là em cũng có hụt hẫng, em thở không được. Cái lúc đó là không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Xong rồi cái tới khi sinh chị ra thì cái lúc mà nhìn thấy chị rồi cái tự nhiên cái mấy cái suy nghĩ nó tan biến. Tan biến đúng không? Con nào cũng là con đúng không? Dạ đúng. Kiếm đâu ra được nước cái rượu vậy hả con? Rồi bây giờ hai vợ chồng lúc đó kinh tế làm sao anh trai? Lúc đó thì do là hai đứa học cùng ngành cho nên là hai đứa em cùng mở một cái tiệm thiết kế thời trang và làm cho tới bây giờ. Dạ. Là mình tự thiết kế luôn. Dạ đúng rồi. Nuôi bà nhỏ là sao anh? Bà có quậy không? Rồi bà có khỏe mạnh không? Để dạ, coi. Lúc mà sinh chị ra thì chị rất dễ tất cả. Cho nên lúc đầu em với vợ em quyết định là trời đẻ con mà dễ như vậy thì mình phải đẻ ba đứa. Và quyết định là đặt tên là Bảo Bảo Bối Bối Kỳ Kỳ, là cái đợt đó là Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân. Nhân. Em cứ theo quan niệm là bây giờ là không có con trai đầu thì bối bối đầu, rồi mình đứa sau là Bảo Bảo, rồi đứa sau nó sẽ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tôi đứa đẻ em đứa nữa không đẻ bà tiếng két. Dạ. Đúng không? Thì đứa sau nó cục cục. Cục cục mẹ có con mà tên cục cục mẹ. Thì Kỳ Kỳ nó cục cục cái gì nữa. Kỳ Kỳ cục cục, gái tên cục cục kỳ lắm. Để nổi cục hết luôn á. Sau rồi cái khi mà đẻ chị ra thì chị ăn cũng giỏi, không làm phiền ai hết. Ví dụ buổi tối cũng không quấy. Vợ chồng em ngủ mấy giờ thì chị cũng ngủ mấy giờ. Thức cũng thức, ngủ cũng ngủ. Nếu như mà con quăng chỗ nào là con ngủ chỗ đó nằm yên luôn. Có vậy hả? Là con giống ba hay giống mẹ? Giống mẹ hơn. Giống mẹ nhiều hơn hả? Có nào đưa mẹ lên TikTok không? Dạ có, mấy số sau gần đây có. Vậy hả? Mà sao bao nhiêu lâu rồi anh thấy bà có năng khiếu vậy? Rồi cơ duyên nào đến với cộng đồng mạng? Thì vào năm chị 3 tuổi thì cái đợt đó nó có một cái app, có một đứa cháu ở trong nhà thì mới chơi. Thì lúc đó em nghĩ là em chơi thôi, em quay thôi. Cái chị mới kêu ba chơi con quay với. Nói thôi con biết gì mà con quay. Thì lúc đó là cái hài đó là cái hài của Việt Hương. Dì ghẻ. Cái xong rồi hãy biết thôi con quay thử coi. Ai ngờ đâu chị quay chỉ còn chuyển đạt nghe em nữa. Ủa cái cơ mặt bà ghê lắm, cái biểu cảm bà, cái nét nhưng mặt. Nhưng mà chị bị một cái như vậy nè. Tất cả những cái clip chị quay được hết, nhưng mà chị không hiểu nó nói cái gì hết. Không hiểu đâu hả? Không hiểu Hoàng. Không, tới bây giờ cũng vậy, chị không hiểu được cái câu đó là nói cái gì. Nội dung không hiểu. Cái xong rồi em với cả nhà mới nói ủa con không hiểu thì làm sao. Con biết cái khúc đó vui, khúc đó buồn con diễn buồn. Mà đưa vô cái là chị dính. Cái khả năng bắt chước, chị đó cái sự là, tự tin với lại là chị cảm được cái đó. Ví dụ như chị quay một cái đoạn nhạc gì đó chị có thể nhớ được một cái nhịp nhạc ở trong đó. Còn em thì là thua rồi, em không nhớ được. Bao nhiêu clip bảo người ta mới chú ý tới bà anh? Thường là cái clip đầu là chú ý với chị rồi là chị từ một cái mạng xã hội khác qua. Thì từ cái clip đó cái bắt đầu được một cái bạn nào đó bạn đăng lên. Thì lúc đó người ta mới tìm kiếm làm gì, tới làm TikTok đầu tiên là nó làm gì, làm của cô Việt Hương, chị Việt Hương là gì ghẻ mặt có ác gì phải không? Dạ mặt đâu còn thoại là cô đó còn nhớ không? Nhớ cũng không nhớ thoại nhưng mà bây giờ nhớ mở nhạc. Nhưng mà chú Lâm thấy một điều là con diễn thì cái cơ mặt nó rất là tốt nhưng mà con nói chuyện con bị rụt rè đúng không? Đúng không? Con không có tự tin với cái lời thoại của mình đúng không? Mình phải khắc phục nó, cái mặt của mình là đầy đủ rồi. Bây giờ cái thoại của mình phải tự tin lên nữa.
Chỉ vì một điều là chị không có hoạt ngôn. Đúng là rồi. Giống như là chị khác hoàn toàn với trên những cái clip. Đúng rồi. Có đôi khi ví dụ như là ra ngoài đời á, thường thường người ta nhìn trên những cái clip đó người ta sẽ nói ô con bé này chắc lanh lắm, lanh kèm theo chữ ranh luôn. Nhưng mà thật sự là khi mà mỗi người mà nhìn bé ở ngoài thì lại bỡ ngỡ hoàn toàn. Ủa con bé đó đây hả? Tại vì chị cũng không nói chuyện nhiều. Đúng rồi. Trên lớp chị cũng không nói chuyện nhiều, chị chỉ ở nhà chơi với em, nhưng mà chơi với em cũng bị em ăn hiếp. Trời ơi, hiếp con hoài hả con? Rồi anh bé có năng khiếu vậy, có nào anh cho bé đi casting hoặc là cho bé học cái trường năng khiếu nào không anh? Thì thật sự là bây giờ là em cho bé đi học múa cổ trang, thì cái đó nó cũng có kết hợp với những cái diễn xuất ở trong đó. Còn cái về cái đi diễn thì em cũng đang đi tìm chỗ để cho bé học. Mình cảm nhận được là con mình nó có cái năng khiếu đó, mình muốn giữ được cái năng khiếu đó cho bé. Nhưng mà sau này bé lớn lên, bé muốn con muốn cái ngành khác, học khác, thì cái vấn đề đó là của bé sau này, thì cái đó là quyền của bé. Nhưng mà từ cái lúc mà làm clip đến giờ là bao nhiêu clip, mà cái clip nào là coi như là nghe nói là được cả tiền nữa đúng không? Ồ nhiều lắm nha. Vậy hả? Bao nhiêu cái nhà rồi? Hả? Bao nhiêu cái nhà? Thì không. Yeah. Hả? Được số nhiều lắm luôn á. Kiếm được nhiều nhất là khi làm clip là clip nào? Clip bà, nào? Bà có thể chia sẻ không? Thật sự là làm những cái clip này thì người ta sẽ không chi trả tiền cho mình đâu. Chắc chắn, nhưng mà khi mà mình sẽ có những cái khoản khác về quảng cáo, dạng như vậy thì đúng rồi. Dạ. Ừ. Thì ví dụ như là một số nhãn hàng thì có muốn gửi những cái sản phẩm vào cho mình vậy thôi. Dạ. Rồi gia đình nội ngoại hai bên khi mà thấy những cái clip đó thì cô chú, ông bà nội, bà ngoại, dòng họ, dì sáu, dì ba, dì năm phản ứng như thế nào anh? Lúc đầu á thì phản ứng của hai bên là trời, hai ba con mày làm khùng làm điên trên mạng vậy. Thì cũng vậy thôi, bây giờ tới bây giờ cũng vậy. Tới bà nội thì vẫn cảm nhận thôi, hai ba con mày giống khùng quá. Thôi hai ba con mày giống khùng quá. Còn mọi người thì hiểu hơn, thì nghĩ là biết được hai ba con làm thấy cái đó là vui. Mà em cũng mong rằng sau này em coi lại thì em cũng thấy đó là một cái kỷ niệm. Không mà vui mà, không rất là vui luôn. Rồi mà sao bây giờ khi nổi tiếng rồi là chung quanh rồi bạn bè rồi gia đình, có nhất là bạn bè, rồi khi mà chỉ đi ra ngoài rồi chỉ có cảm là giác mình sống là người như thế nào đó. Có cảm giác mình là người quan trọng rồi không, hay là bé nó chả có cảm nhận gì cả? Thật sự là không cảm giác, chỉ là không cảm giác, nhưng mà thật sự là rất nhiều người biết đến chị. Có thay đổi cái gì về cái sinh hoạt của nó không? Dạ không, bé thì được một cái là bé có một cái tính rất là vô tư. Bé không có cảm giác là bé kiêu kỳ là ta đây nổi tiếng thì không có đâu. Bé chỉ ra đường gặp ai thì ai cười bé thì bé chào lại, ai bắt tay thì bé bắt tay vậy thôi. Rồi con đi học mấy bạn có thấy con quay clip gì mấy bạn có lời hỏi con không? Dạ có. Mấy bạn hỏi gì sao nè? Thầy hỏi là đây có phải là bối bối hay không? Rồi con trả lời sao? Đúng. Rồi mấy bạn thích mấy clip của con nhiều không? Không có. Trời, lúc đó con hãnh diện không? Mình ta cũng bình thường. Bình thường hả? Bình thường, con thấy bình thường. Nổi tiếng đến con bình thường. Có một số bạn đi về, ba ơi hôm nay con ký tên cho một số bạn. Giờ con biết ký gì mà ký. Khó, con ghi ba và bố, không biết trái tim nữa. Con rồi một tuần là ba với con quay bao nhiêu clip? Dạ. Hay là hứng lên là quay thôi? Thì có mấy lần là một ngày là phải quay một clip. Một ngàn clip thôi. Quá trời quá đất rồi, một ngàn clip luôn đó mẹ. Rồi dễ sợ không? Một là một mình ý tưởng là của ba con hết hay là cái nào có cốt của con không? Em quay một số clip thì tới cái khúc kết đó thì chỉ ở ba làm vậy nó vui. Là chỉ tự nghĩ ra là có ý tưởng luôn hả? Dạ. Tự quay tự dựng luôn. Camera là mẹ và một cô dì, edit là em, trên điện thoại vậy thôi, không có đơn giản, đơn sơ mộc mạc. Nó dòng đơn sơ mạc vậy em dễ nổi tiếng. Quan trọng là nhân vật thôi. Cái cuộc sống mà đường ta biết đến nhiều thì có cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất không? Hoặc là có những cái lời nào bình luận khiếm nhã, chắc chắn là có rồi. Dạ có. Cái ngày mà bé được mọi người biết đến á, thì có rất nhiều báo đến phỏng vấn. Và song song đó thì có một số trang thì họ lấy cái những clip của mình họ đăng lên trang của họ. Vô tình cái em vuốt lên em coi những cái bình luận ở dưới, thì có một số kêu là tại sao lại lôi bé ra làm những trò cười đó dạng vậy. Thì thật sự lúc đầu em coi em rất là khó chịu và rất là bực mình, tại vì mình không có như vậy. Khi mà vui chơi thì mình tự đăng và cái đó là cái trang cá nhân của mình. Em chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Có nhiều người kêu là em ép bé làm như vậy, tại vì ở nhà em có hai bé, em nhìn bối bối á thì có khả năng diễn, nhưng mà bảo hoàn toàn không có. Thì tại vì khi mà một bé không có khả năng thì chưa bao giờ em ép bé kia làm cả. Có đôi khi có những cái vai mà cần một đứa mà đơ nhất, một bé mà đơ nhất hay là gì là đưa con vô đảm nhiệm, chứ còn không có thể diễn được.
Tên con là Phá. Phá à. Không hả con? Cái lúc đó em định là em sẽ không làm nữa. Ừ. Nhưng mà đam mê. Đúng là vì đam mê. Và kể từ đó tới giờ thì ai nói không... gì kể ai. Dạ đúng. Em không dám đọc những cái đó nữa. Ừ. Vậy ngoài cái cần... bình luận trái đúng chiều rồi. Đó thì có những lời khen và dạ. Có những kỷ niệm nào mà hai ba con được ta biết tính nhiều? Dạ có, thì hai ba con đi ra ngoài đường có hai vợ chồng kia luôn chạy tới. Ô, ba và bố kìa, chạy tới để chụp hình. Ba ba, ba chụp hình cho bố dưới đây đi. Là tách ba ra bên để ba đứng chụp hình thôi. Là chủ yếu là chụp cho cái bố. Toàn bộ tất cả mọi lần đều như vậy hết. Vậy là ba là dàn bao thôi mà. Đúng ba rồi. Nhân vật chính phải xin chụp với người ta chứ. Tại vì người ta đã khẳng định rồi, cái đối tượng mà quyến rũ nhất đó là trẻ con. Ừ. Phải sao? Hết sức cẩn thận đúng với rồi. Các cô ấy.